4 năm xoài non bên streamer giàu nhất Việt Nam trước ly hôn. Hotgirl xoài non kết hôn với chồng thiếu gia ở tuổi 18, nỗ lực có con và chăm sóc tổ ấm gia đình. Xem xét sinh năm 1989, được khán giả gọi là streamer giàu nhất Việt Nam vì sở hữu siêu xe cùng nhiều hàng hiệu. Xoài non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, cặp sao kết hôn tháng 11 năm 2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng xem xét tặng vợ. Xoài non từng nói vì gặp đúng người, đúng thời điểm, cô sẵn sàng làm dâu ở tuổi 18. Thời gian mới kết hôn, cặp vợ chồng sống tại căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được xem xét mua từ năm 2019. Cuối năm 2022, họ chuyển sang căn biệt thự 3 lầu ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xoài non từng tiết lộ phòng để đồ của cô được ghép lại từ 3 phòng lớn, chứa hơn 600 bộ trang phục, chưa kể giày dép, túi xách và các phụ kiện khác. Xoài non từng kể có rất nhiều người tìm hiểu cô nhưng rời đi, riêng xem xét luôn ở bên những lúc hot girl cần. Trên mạng người ta hay nói chồng tôi lăng nhăng nên lúc mới gặp tôi cũng hơi sợ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy chồng mình không như những gì người ta nói. Tôi mở lòng hơn, cho anh cơ hội. Sau này tôi mới thấy chồng mình ngon, diễn viên từng nói. Xoài non từng cho biết ngoài những tật xấu như hay cọc mỗi khi đói, sống hơi bừa bộn thì xem xét trong mắt cô luôn là một người chồng tuyệt vời. Cặp vợ chồng thường đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Xoài non từng nói lấy chồng xong cô được đi chơi nhiều hơn. Cả hai chơi chung một hội bạn nên đi đâu cũng có nhau. Xoài non cho biết hôn nhân của vợ chồng cô có nhiều vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Sau những lần cãi vã, họ ngồi lại trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn. Cả hai không ai xuống nước nhưng đều nói ra vấn đề của nhau để tìm cách giải quyết. Chuyện nào nói chồng không hiểu, tôi sẽ mách mẹ anh. Mẹ chồng đồng cảm với tôi vì cùng là phụ nữ, cô từng nói. Xoài non từng nói bố mẹ chồng rất thương cô. Cô thấy may mắn khi được làm dâu nhà xem xét. Dù sống riêng, cô giữ quan hệ gắn bó, khăng khít với bố mẹ xem xét vì hai nhà chỉ cách nhau 20 phút đi xe, cùng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xoài non từng kể lúc chính thức làm dâu nhà xem xét, lời mẹ chồng dặn dò khiến cô ghi nhớ mãi, con cứ là chính con, sống ngay thẳng, không hư hỏng thì gia đình bao giờ cũng che chở cho con. Con sẽ không bao giờ phải nghĩ gia đình chồng đối xử không tốt với con. Vì thế, cô không gặp áp lực mẹ chồng nàng dâu và gần như không có mâu thuẫn gì với mẹ bởi bà luôn yêu thương và quan tâm cô. Xoài non từng nói cô và chồng mong có con nhưng cả hai không tạo áp lực. Họ ưu tiên bầu tự nhiên, nhưng nếu hết cách sẽ tìm đến y khoa để có con, tôi cứ chiêu vì mình không phải quá già, cũng không quá trẻ. Nếu có con như mong muốn thì tốt, còn không thì mình vẫn có nhiều thời gian, cô nói ở buổi họp báo chương trình Sao Nhập Ngũ hồi tháng 12 năm 2023. Một tháng qua, cả hai vướng tin đồn đổ vỡ. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán nguyên nhân tan vỡ của cặp sao, song họ giữ im lặng. Đầu tháng 6, một bác sĩ sản khoa được cho là gián tiếp tiết lộ Xoài Non và chồng chia tay do vấn đề con cái, nhưng cặp vợ chồng cũng không phản hồi. Trên trang cá nhân tối ngày 16 tháng 6, Xoài Non đăng ảnh cưới với xem xét, thông báo đã ly hôn. Cô viết, cảm ơn những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc. Hiếu Nghiêm, tên thật của xem xét, cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em tươi đẹp. Xem xét phản hồi chia sẻ của vợ cũ, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua, cả những gì em đã hy sinh suốt thời gian chúng ta bên nhau, dù thật tiếc điều đó đã không mang lại ý nghĩa. Tuy vậy, thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.